Truyền thông Trung Quốc nhận định huấn luyện viên đội tuyển quốc gia của nước này có thể mất ghế sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Hai trợ lý của tuyển Trung Quốc bị chỉ trích như đi du lịch đến sân để theo dõi trận đấu. Chiếc ghế của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc đang dần bị lung lay. Trận đấu tiếp theo với đội tuyển Việt Nam sẽ là trận đấu rất quan trọng của vị huấn luyện viên này. Trận đấu mà khả năng sẽ mang tính chất quyết định đến việc có thể tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia của đất nước Trung Quốc hay không. Sau hai trận đấu không giành được nổi một điểm với hai đối thủ là Nhật Bản và Australia, màn trình diễn tệ hại này đang khiến vị huấn luyện viên 44 tuổi chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Tờ Sina của Trung Quốc cho rằng trận đấu tới đây với đội tuyển Việt Nam sẽ như là một cơ hội cuối cùng của Liên đoàn bóng đá nước này trao cho huấn luyện viên Lý Thiết. Vị huấn luyện viên, cựu cầu thủ của Everton đã có câu trả lời nhận được những phản hồi khá gay gắt đến từ phía truyền thông. Khi được hỏi về đội tuyển quốc gia Trung Quốc nên có một vị huấn luyện viên nước ngoài hay không, ông trả lời rằng: "Tôi nghĩ huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Trung Quốc là dành cho người Trung Quốc. Chỉ người Trung Quốc mới có thể làm tốt điều này. Và tôi tin rằng đội tuyển này sẽ ngày càng tốt hơn", Lý Thiết nói. Lời nói của vị huấn luyện viên này căng thẳng đến mức gây ra những tiếng vỗ tay trong buổi họp báo, bởi vì lời nói rất cứng rắn. Tờ Sina cho rằng đây chắc chắn là sự phủ nhận của lịch sử, bởi lần duy nhất trong lịch sử đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng chung kết World Cup chính xác là dưới sự dẫn dắt của ông thầy ngoại Mino Lutovic đến từ Serbia. Nói cách khác, không có cơ sở lịch sử thực tế để Lý Thiết nói những lời tự tin như vậy. Huống chi, trong trường hợp đội tuyển Trung Quốc đang thua liên tiếp hai trận, Lý Thiết vốn có những lời nói như vậy là gì? Tờ báo này đặt câu hỏi. Trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển quốc gia Trung Quốc và đội tuyển Australia, ban huấn luyện của đội bóng áo đỏ cũng vấp phải những chỉ trích vì thái độ làm việc trong trận đấu của ban huấn luyện có phần hời hợt. Truyền thông miêu tả họ như đi du lịch. Có thể thấy, qua những bức ảnh chụp màn hình trên sóng trực tiếp của kênh CCTV5, hai thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển Trung Quốc, về cơ bản, hai trợ lý này không làm gì cả. Họ cùng xem những gì diễn ra trong trận đấu. Thậm chí, một trợ lý của ông Lý Thiết còn ngồi vắt chân lên. Tờ Sina miêu tả, ông ta dường như là một vị khách du lịch đến để theo dõi trận đấu. Trong khi trái lại ở phía bên kia, trợ lý ban huấn luyện của đội tuyển Australia rất chăm chú ghi chép rất nghiêm túc, ghi lại các thông tin đã xảy ra trên sân. Có lẽ từ góc độ này, chúng ta có thể giải thích chi tiết thế nào là chuyên môn và thế nào là chiến thắng. Thứ hạng thế giới của đối thủ cao hơn chúng ta rất nhiều, thực lực tổng thể cũng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, các trợ lý huấn luyện viên của họ vẫn đang học hỏi chăm chỉ, vì các trợ lý này rất rõ ràng về vấn đề đó là đội tuyển quốc gia mạnh không có nghĩa là cá nhân của họ mạnh. Là một vị huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp, họ chỉ có thể được cải thiện thông qua học hỏi. Một ngày nào đó, những vị trợ lý này cũng có thể dẫn dắt một đội bóng với tư cách là huấn luyện viên trưởng như Arnold, tờ Sina phân tích. Rõ ràng, áp lực mà Lý Thiết đang phải chịu là không hề nhỏ. Khi hai trận ra quân, họ đang thua cả hai, thậm chí còn không tung ra nổi một cú sút trúng đích. Trong khi đội bóng này có những ngôi sao khá chất lượng như Vũ Lỗi đang thi đấu tại La Liga, hay 4 cầu thủ nhập tịch từ Anh và Brazil mới đây. Liên đoàn bóng đá châu Á cũng đã thông báo địa điểm tổ chức trận đấu giữa Trung Quốc và đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trên trang chủ, AFC cho biết Liên đoàn bóng đá châu Á xác nhận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 10, được tổ chức ở Sharjah, UAE. UAE là địa điểm quen thuộc với tuyển Việt Nam. Tại vòng loại thứ 2 hồi tháng 6 vừa qua, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những trận đấu tập trung tại đây. Việc AFC quyết định chọn sân trung lập cho đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam xuất phát từ ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do những khó khăn gặp phải, Trung Quốc không thể tổ chức các trận đấu trên sân nhà. Đó sẽ là trận thứ 3 liên tiếp mà tuyển Trung Quốc phải thi đấu trên sân trung lập. Liên đoàn bóng đá thế giới khen ngợi đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn quả cảm, bàn thắng của Quang Hải gây ấn tượng mạnh. Vào ngày hôm qua, mùng 8 tháng 9, trang chủ của FIFA đã có bài viết tổng quát về hai lượt trận đầu tiên tại vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022. Trong đó, Việt Nam được nhắc đến với tinh thần quả cảm. Đội tuyển Việt Nam lần đầu có mặt tại vòng loại cuối cùng FIFA World Cup. Họ đã phải chịu thua theo một cách tàn bạo sau hai trận mở màn. Mặc dù vậy, những chiến binh sao vàng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một số màn trình diễn quả cảm, FIFA viết. Ngay sau đó, Nguyễn Quang Hải cũng được nhắc đến với bàn thắng đầu tiên tại trận đấu mở màn. Họ đã có bàn thắng mở tỷ số
trước chủ nhà Saudi Arabia khi Nguyễn Quang Hải ghi bàn thắng đầu tiên của họ ở ngay phút thứ 3. Đây là bàn thắng nhanh nhất của trận đấu mở màn. Liên đoàn bóng đá thế giới có lời khen ngợi bàn thắng này. Sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam vẫn chưa giành được điểm số nào và tạm xếp thứ 5 ở bảng B. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park nhận được nhiều lời đánh giá tích cực. Tờ Goal, phiên bản Hàn Quốc nhận xét, cầu thủ Việt Nam gặp bất lợi so với Australia về thể hình, nhưng thể hiện lối chơi nhanh nhẹn, họ đá ngang ngửa, phòng ngự chắc chắn và phản công nhanh, tạo ra các pha uy hiếp khung thành. Tuyển Việt Nam tung ra 11 phát dứt điểm và 2 lần trúng đích, trong khi Australia chỉ có 6 lần dứt điểm. The West Australian cũng cho rằng đội nhà có trận thắng nhọc nhằn trải qua những phút khó khăn trước Việt Nam. Thời điểm này, các cầu thủ tuyển Việt Nam đang được xả trại. Nhóm tuyển thủ ở Hà Nội sẽ được trở về với gia đình nếu có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Những cầu thủ ở địa phương khác sẽ di chuyển từ khách sạn Grand Plaza về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong thời gian này, các tuyển thủ được nghỉ ngơi, hồi phục. Đợt nghỉ này là cần thiết cho các cầu thủ. Họ tập trung tại VFF từ ngày 5 tháng 8, có hơn 1 tháng để tập luyện và thi đấu căng thẳng. Đến ngày 16 tháng 9, toàn đội sẽ hội quân trở lại. Các cầu thủ có khoảng 3 tuần chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 và trận gặp Oman vào ngày 12 tháng 10 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sáng ngày 8 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xác nhận Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị hội quân ở giai đoạn tiếp theo của tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho 2 trận gặp Trung Quốc và Oman trong tháng 10. Công Phượng sẽ có 1 tuần tập cùng các cầu thủ U22 Việt Nam trong lúc chờ những đồng đội ở tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 16 tháng 9. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho phép các cầu thủ ở Hà Nội được về nhà nghỉ ngơi, trong khi nhóm cầu thủ không có gia đình ở Hà Nội sẽ ở lại khách sạn nhưng được miễn tập luyện trong vòng 1 tuần. Việc Công Phượng tranh thủ luyện tập với U22 Việt Nam sẽ giúp tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng bắt nhịp và sẵn sàng bước vào phần tập luyện chuyên môn khi tái ngộ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự trở lại của Công Phượng mang đến những tín hiệu vui cho hàng công của đội tuyển Việt Nam sau khi các chân sút của huấn luyện viên Park Hang-seo chưa mang lại nhiều hiệu quả. Ngoại trừ Quang Hải có một tình huống lập công vào lưới Ả Rập Xê Út, những chân sút được kỳ vọng như Tiến Linh, Văn Toàn, Đức Trình, đặc biệt là Phan Văn Đức khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu huấn luyện viên Park Hang-seo có quá bảo thủ khi 5 trận liên tiếp Văn Đức chỉ là cái bóng của mình nhưng vẫn được đá chính hay không.